Thì đang mến chào quý vị chú bác đường xa và anh chị em nông nghiệp nha. Hôm nay tiếp tục thì đang qua câu cá nữa các bạn ơi. Giờ này cũng 1 giờ các bạn. Lương cũng trèo lên cây luôn các bạn ơi. Bữa nay Lương cũng câu cá nữa các bạn. Bữa nay lục bình quá trời luôn. Để, sáng giờ thì đang xịt thuốc á các bạn. Sáng giờ mắc xịt thuốc. Nên giờ này mới rảnh qua câu cá. Câu cá mè nữa các bạn. Đây. Lương trèo lên cây đây. Đang bẻ trái. Lục bình nhiều quá. Ngay cái lỗ có cái lỗ đó. Cá ụt. Mình up máy một lát nữa Lương xuống cần mình quay cho các bạn xem. Rồi. Lên cá luôn các bạn ơi, Lương lên cá luôn các bạn. Đây. Cá mè các bạn. Lên con bự chữ bá luôn các bạn. Tiếp tục cá lên ngọn cây luôn các bạn. Đây. Cá đâu Lương, cá đâu? Đó. Ê, thầy xuống đi. Thầy đãi quên lấy cái vỏ sắt đem lên chứ. Thầy đãi đi. Nó. Cá này các bạn. Đây. Đây các bạn. Cá mè các bạn. Ê, mình ốp máy luôn các bạn ơi. Tiếp tục lên cá luôn các bạn ơi. Đây, cá đây các bạn. Lên luôn. Quá đã luôn. Cá này màu đỏ hả? Mình gom lại hơi gung các bạn. Thông cảm cho nha. Đây, cá xuống đây các bạn. Cá màu tả tả vậy. Cá màu đỏ nè. Cái đuôi màu đỏ các bạn ơi. Cái đuôi nó màu tả. Cái đuôi nó màu đỏ. Cái mắt nó màu tả. Rồi tiếp tục Lương xuống cần luôn các bạn. Đây mình mới được hai em đây các bạn. Hai em đây. Ôi nước nhiều quá vậy. Nước nhiều quá nó lát nó ngọt á. Rồi Lương lên cá luôn các bạn ơi. Lên cá tiếp tục các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Đây. Tiếp tục lên cá các bạn ơi. Quá đã ta. Giờ này trời mát ăn dữ ta. Rồi giục đi. Đó. Rồi lụm cá bỏ vô. Đó. Ba con. Ba con cá mè các bạn. Cá bự bự chảng luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục xuống cần. Giờ này cũng ít có chim nè. Ít có chim qua bờ hổm qua. Chim bay qua quá trời luôn. Xuống cần chưa? Đó, thảy xuống. Lương đang xuống cần các bạn.
Rồi dính rồi. Dính ngọn cây. Hết mồi luôn rồi. Mấy trái này cái gì nó mềm lắm các bạn. Mình giật mạnh tay là nó rớt các bạn ơi. Trái gừa. Chỗ này giờ cũng hết hết trái chín ra. Có trên trên đó nhóc luôn. Rồi, tiếp tục lươn xuống xuống cần tiếp các bạn ơi. Cái này lúc này chắc có tôm ha lươn. Lúc này nước lợi lợi nước ấy này cũng chắc có tôm rồi nè. Bữa nào mình thử câu tôm. Ở đây lục bình nước chảy. Chảy ghi ghi lục bình trôi qua quá trời luôn các bạn. Bữa nay fan của mình Trung Ngọc không có qua. Đi học rồi các bạn ơi. Trung Ngọc bữa nay đi học rồi. Ngồi sấy. Nó lên nữa các bạn ơi. Lên cá luôn các bạn. Con này cũng hơi nhỏ. Mà mấy con này đuôi đã đỏ ha. Cá nhỏ nhỏ mà đuôi nó đỏ ha. Nuôi vậy. Dục xuống, dục. Dục nó xuống vậy sao nuôi? Sao nuôi làm cảnh được. Đó dục vậy rồi sao nuôi làm cảnh. Nó không chết. Dục xuống nó không chết mà mình nuôi thì nó hết hết lớn nổi rồi. Đây các bạn. Đây được 4 con các bạn. Bây giờ mình để cá này mình để nước ít ít vậy các bạn ơi. Mới nó sống. Còn để nước nhiều quá nát nó chết á. Nó ngọt thở nó chết trơn. Tiếp tục lươn xuống xuống cần luôn các bạn ơi. Xuống chỗ quận quận hồi nãy các bạn. Đó. Nó quận quá trời luôn mà ăn không dính ra. Rồi. Nó quẩn quẩn chỗ đó quá trời luôn mà không dính nè. Rồi dính luôn. Lên rồi các bạn ơi. Lên rồi. Rồi dính dính. Dính ngọn cây gì Lươn. Ồ. Kéo kéo lên rồi các bạn. Kéo cá lên các bạn ơi. Đó. Tiếp tục một em nữa các bạn ơi. Dài à. Cá này bự nè. Đây. Đây các bạn. Ừ, con này dài nè. Tướng tái dài thòn luôn nè. Tướng dài cũng như yến. Dài thòn luôn nè. Đây các bạn. Mình mới qua câu được lát rồi các bạn. Được như đây các bạn ơi. Mấy con rồi ta? 2,
4, 6, 7 con. 7 con cá mè các bạn. Rồi Lương tiếp tục xuống cần luôn các bạn ơi. Cái này buổi sáng chắc mình câu rất dính đã luôn á Lương ha. Mà buổi sáng mình không có thời gian câu. Rồi tiếp tục Lương xuống cần nữa các bạn. Đó, lên luôn các bạn ơi, đánh cá luôn rồi. Con này cũng trọng trọng nè Lương. Con này ú nu ta. Con này ăn nhiều nó mập nè, ú nu luôn rồi. Cá chỗ này cá biết bay không à? Ở trên ngọn cây bay xuống không à? Mà ở dưới bay lên ngọn cây. Đó, nó bay xuống rồi. Nghe cái bụp bụp nè. Này. Rồi vô trong đó luôn rồi. Đó. Một em nữa các bạn. Này. Quá sướng luôn. Rồi tổng kết bên đây có mình luôn các bạn ơi. Được nhiêu đây các bạn? Lương chưa chịu xuống luôn các bạn ơi. Ơi mình xuống đi về trước các bạn ơi. Các bạn có từng ai mà cô lên cá lên luôn các bạn ơi. Rồi cá này không dính miệng mà dính lưng cái gì nè. Dính miệng mất ồ, nó dính miệng mà cái vậy nó dính nè các bạn. Còng còng luôn. Còng cần câu luôn. Ơi. Rồi cá lên luôn. Lên ngọn cây rồi các bạn ơi. Cá lên ngọn cây nè các bạn. Vô ai nha, ai không hợp á. Để, nó có ta dừng rẹp rồi đây. Đây. Rồi cá bay xuống luôn các bạn. Đem xuống luôn hả? Nó phải hèm, từ bên luôn á. Đường đang đi xuống luôn các bạn ơi. Này. Đường đang đi trên ngọn cây xuống các bạn ơi. Cầm con cá này luôn. Nãy giờ thấy không, giờ này cầm đi xuống luôn rồi. Đây. Đây mày cái anh nó kêu phun xuống nó qua được hả? Đây câu xuống trước à. Cầm xuống luôn đi. Mình chạy ngay đánh ca. Ai ca điện thì sự thử cho ta. Câu lần đó là trăng thử chứ nó mình hụt mình đi nắm mình có. Nó chập mệt thôi em chập. Cảnh hết lớn, cảnh hết lớn. Cảnh. Chiên cũng được, khóa gà cũng được.